Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Giao Du Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách đặt keo nhanh trên PC giống y chang như Rook với cả Invicta đồ. Thì mình có hai lưu ý đầu tiên mọi người cần phải chú ý nha. Thứ nhất là mọi người xem clip của mình thì mọi người cần phải chỉnh setting khá là giống mình đi. Thì đó là thì mọi người mới bắn được. Đây là cái cách đầu tiên. Cách đầu tiên là mọi người chỉnh giống mình, như là bông keo thì mình đặt là C, nút ngồi mình đặt là E. Bình thường mọi người sẽ là ngược lại, là bông keo sẽ là E mà ngồi sẽ là C. Nhưng mà mình vì để mình vào phòng luyện vào này nè, nhưng mà vì mình bây giờ mình phải hiện cái gì ra đấy mọi người. Mọi người có thấy cái bên góc dưới phải màn hình không? Đây. Đây. Bình thường gặp kẻ địch đó, mọi người sẽ bắn đúng không? Đưa lên vậy. Đặt vậy. Đó, đặt vậy. Không có cây súng nó bị ngáo đá nhanh. À chết. Mình để uni mình tắt uni cho ta. Tắt rồi mà. Đó, mọi người nhìn thao tác nha. Làm lại từ đầu nha. Tắt âm thanh đi. Đây. Đầu tiên là mọi người bấm vào, mọi người bắn là cầm súng vậy đúng không? Cái này là thao tác giống như mình nha. Và độ nhạy thì mọi người phải, trên PC thì mọi người sẽ hơi nhạy một chút xíu. Mọi người nhảy ra vậy bắn, xong cái tiếp đất mọi người bấm bình thường á, mọi người sẽ bấm nút C là ngồi xuống đó, là ngồi xuống, sau đó mọi người mới bấm xanh keo và đặt. Vậy thì nó hơi lâu, phải nói đúng hơn là tay mọi người sẽ thuận như vậy nên mình mới chuyển từ C sang E, E sang C là để khi vừa nhảy ra cái mình cầm keo sau đó ngồi xuống đặt. Trong thao tác của mình sẽ là như thế này. Từ cái nào, thao tác của mình mọi người nhìn vào bàn phím bên 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 góc phải màn hình nha. Mình sẽ bấm C, sau đó mình bấm ngồi, sau đó mình bấm lùi sang đây, mình bấm đặt keo bằng chuột phải, xong mình bấm Q, mình bấm nút chạy. Đó. Mọi người đặt tay theo kiểu ngón úp là vào nút Shift này để chạy nhanh nè. Ngón áp úp là để vào nút Q. Còn ngón trỏ sẽ đặt vào nút C. Còn nút cái đặt vào nút nhảy, còn cái nút ở giữa thì sẽ đặt vào nút E. Thao tác của mình là như vậy. Tức là khi mình đang dậy đúng không, nhảy cái bắt đầu đặt xuống nào đó, bắn cái nhảy xuống đặt liền đó. Này mới là độ nhảy mình nào, nãy giờ mình chơi độ nhảy nào đó, đặt keo nhanh trên PC giống như ca rồi là mọi người sẽ đó. Còn khi mọi người chơi á, mọi người chạy như vậy muốn đặt keo solo, mọi người bấm nút C và bấm nút nhảy, C bằng nút chỏ, nhảy bằng nút cái, đổi lại bằng nút Q. Nút Q là mình để bên bên cái đồ súng nhanh nha mọi người. Nút Q là mình để bên đồ súng nhanh. What the fuck man. Bên đồ súng nhanh. Đấy. Mình sẽ nói. Đây. Mọi người nhìn vào thao tác của mình chưa? Đấy. Sầu đâu rồi? À, hết keo rồi. Mình đặt tay theo kiểu vòng cung, thao tác như kiểu vòng cung. Đang chạy đúng không? Mình sẽ ngồi xuống nè, đặt qua đây nè, nhảy lên nè, nhảy lên nè, đó. Mày hả con? Còn cách thứ hai á, là mọi người hình dung thôi. Máy của mọi người setting như nào, mọi người hình dung thôi. Cứ thao tác từ từ thôi. Thao tác từ kiểu mọi người bắn xong là mọi người cứ thao tác, mọi người để nút keo nào trước, mọi người bấm nút keo xong rồi bấm nút ngồi. Mà thao tác giống mình để đi theo vòng cung vậy thì nó dễ bấm hơn, chứ còn kiểu thao tác mà bây giờ mà mình phải bấm nút ngồi xuống trước á, nếu ngồi xuống trước xong mới bấm keo ra nhiều, keo xuống nó sẽ bị lỗi mà nó kiểu bị chậm và nó không được mượt, nó hơi cùi. Đây là cách đặt keo nhanh trên PC đấy, nó đơn giản như thôi à.
Còn trên điện thoại mọi người cũng có thể hình dung ra được. Mọi người cần phải chỉnh cho một cái phím gọi là nó giật quá chứ không, mấy này quá tôm với mình các bạn ạ. Rút rồi hai bánh vậy nè, mấy PC hai bánh vậy nè, bắn cái bốn mạng cái gì. Mọi người chỉ cần giữ nút này, bấm đổi súng bằng nút Q hoặc là bằng nút 2. Nhiều khi bấm nút 3 rồi chạy. Đầu tiên là mọi người bấm nút C là nút kêu, xong bấm nút E là nút ngồi. Sau đó ngồi, sau khi bấm hai nút này đồng thời bấm luôn nút D để đi qua, sau đó bấm đặt keo và sau đó bấm nút shift và nút Q để đổi súng và chạy và đổi súng. Sau đó bấm nút nhảy. Đây là cái thao tác của mình. Mình lồng tiếng lại thôi chứ cái kia nói ngu quá. Mình bấm mình như hơi lâu lâu hơi hút. Yeah boy. Yeah boy.